Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả các âm thanh trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo, rồi xin mời chị. Dạ, Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ, con xin kính chào cô chú học viên trong room. Con xin thay mặt cả lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame cha rupe girisi kharata te chantali khe vi ma ne di pera te chaga me taruanagahane ge hawa thom hi khe te phom ma cha jan tu de Sa pang
Sa thủ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Thầy ạ. Xin chào. Dạ con kính đảnh lễ sư. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. À, chào. Giờ hôm nay chúng ta học tiếp bài số 13. Bài số 13 này thì có các phần ba là thiên sứ thứ nhất. Thì hôm trước mình đã đọc xong phần nữ vựng. Trong bài này thì sau phần lịch sử mình có phần văn phạm, đó là bị biến cách dạng tung táo quê, rồi là danh từ nữ tính bị ngữ ý như là vô thí. Giờ hôm trước chúng ta đọc phần nữ vựng rồi, giờ hôm nay chúng ta học bản miếng cách trước đi. Bản miếng cách của vị ngữ uống, vị ngữ ý như là phụ thí cây bồ đề, nó dạng nữ tính. Đây là bản đầy đủ. Mình có chủ cách số ít là phụ thí, số nhiều là phụ thi, phụ thí vô. Đối cách số ít là phụ thi, số nhiều phụ thi, phụ thí vô. Đã dùng cách số ít là phô thí gia, số nhiều phô thí ý, phô thí thí. Chỉ định cách số ít là phô thí gia, phô thí năng. Số sư cách số ít đó là phô thí gia, phô thí gia, số nhiều là phô thí ý, phô thí thí. Sử dụng cách số ít là vô thí gia, số nhiều là vô thí năng. Định sở cách số ít là vô thí gia, vô thí văn, số nhiều là vô thí số. Vô cách số ít là vô thí, số nhiều là vô thí vô. Thì đó là bản chia đầy đủ. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái bản chia tóm tắt để được tập chia. Là bản biến cách của danh từ nữ tính, vị nữ ý như là phô thí. Dù cách số ít phô thí, số nhiều phô thí vô. Đối cách số ít là phô thinh, số nhiều phô thí vô. Đã dùng cách số ít là phô thí gia, phô thí thí, phô thí thí. Chỉ định cách số ít là phô thí gia, phô thí năng. Trước sức cách số ít là phô thí gia, phô gia. Số nhiều là phô thi hí, phô thi thí. Sở thuộc cách số ít là phô thi gia, phô thi năng. Định sở cách số ít là phô thi gia, phô thi văn. Số nhiều là phô thi số. Phô cách số ít là phô thi, số nhiều phô thi vô. Giờ mời lớp chọn một danh từ nào đó ở dạng nữ tính có vị nữ ý để mình tập chia. Mời lớp giơ tay lên đi để mình tập chia, các khánh mời lớp chia bản này. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin dạ, con xin đọc bản biến cách danh từ nữ tính có vị ngữ y giống như là bao quát tí, báo quát tí, tin tức Báo quát tí, chủ cách số ít báo quát tí, số nhiều báo quát tí, báo quát tí vô. Đối cách số ít báo quát tinh, số nhiều báo quát tí, báo quát tí vô. Sử dụng cách số ít báo quát tí gia, báo quát tí gia, số nhiều báo quát tí ý, báo quát tí phí. Chỉ định cách số ít bá quát tí gia, số nhiều bá quát tí năng. Xuất xứ cách số ít bá quát tí gia, bá quát
bá quách tí già, số nhiều bá quách tí hí, bá quách tí phí, sở thuộc cách số ít, bá quách tí già, số nhiều bá quách tí năng, định sở cách số ít, bá quách tí già, bá quách tí dằn, số nhiều bá quách tí xú, hô cách số ít, bá quách tí, số nhiều bá quách tí, bá quách tí vô, con xin hết à. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin chia danh từ nữ tính khăn tí là nhẫn nhục. Chủ ngữ số ít khăn tí, số nhiều khăn tí, khăn tí vô. Đối cách số ít khăn tin, khăn ti, khăn tí vô. Sở dụng cách số ít khăn tí gia, khăn tí hí, khăn tí phí. Chỉ định cách số ít khăn tí gia, khăn tí năng. Ở xuất sư cách số ít khăn tí gia, khăn tí hí, khăn tí phí. Sở dụng cách số ít khăn tí gia, khăn tí năng. Định sở cách số ít khăn tí gia, khăn tí dân, khăn tí xú, hô cách số ít khăn tí, số nhiều khăn ti, khăn tí vô, thư xương xuân hợp. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thư sư con xin chia bảng đến cách danh từ nữ tính bị ngữ ý như là cha tí là sự sai nhận. Chủ cách số ít cha tí, số nhiều cha ti, cha tí dô. Đối cách số ít cha tinh, số nhiều cha ti, cha tí dô. Sử dụng cách số ít cha tí gia, số nhiều cha tí hí, cha tí phí. Chỉ định cách số ít cha tí gia, số nhiều cha tí năng. Xuất xứ cách số ít cha tí gia, cha gia, số nhiều cha tí hí, cha tí phí. Sở thuộc cách số ít cha tí gia, số nhiều cha tí năng. Định sở cách số ít cha tí gia, cha tí răng, số nhiều cha tí số. Hô cách số ít cha tí, số nhiều cha tí dô. Đã thư xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ thư sư con xin chia cái bảng biến cách của danh từ nữ tính vĩ ngữ ý là chữ con chọn chữ là phu mí là phong cảnh đích. Chủ cách số ít phu mí, số nhiều là phu mi vô. Đối cách số ít là phu min, số nhiều là phu mi, phu mi vô. Sở dụng cách số ít là phu mi gia, số nhiều là phu mi hí, phu mi phí. Chỉ định cách số ít là phu mi gia, số nhiều là phu mi năng. Xuất xứ cách số ít là phu mi gia, phu gia, số nhiều là phu mi hí, phu mi phí. Sở thuộc cách số ít là phu mi gia, số nhiều là phu mi năng. Sở định sở cách số ít là phu mi gia, phu mi dân, số nhiều là phu mi xú. Hô cách số ít là phu mi, số nhiều là phu mi vô. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Thưa sư con xin chia danh từ ngữ tính bị ngữ ý như là từ khan tí nhẫn nhục. Không sư yên là không không là đúng mà sư sửa là biết sai. Có người nào mà tinh số nhiều khan tí
tí vô, sử dụng các số ít, khanh tí gia, số nhiều, khanh tí lý, khanh tí phí. Chỉ định các số ít, khanh tí gia, số nhiều, khanh tí năng. Số sư các số ít, khanh tí gia, khanh gia. Số nhiều, khanh tí lý, khanh tí phí. Sở thuộc các số ít, khanh tí gia, số nhiều, khanh tí năng. Định sở các số ít, khanh tí gia, khanh tí dân, số nhiều, khanh tí số. Ô các số ít, khanh tí, số nhiều, khanh tí vô. Ủa cái thưa sư, cái hồi nãy cái thứ năm á, cái số ít là khanh tí gia, rồi khanh tí gia, khanh khi là khanh gia hả sư? Khanh gia. Khanh có đọc gia tờ không sư? Có. Khanh tí gia luôn á hả? Dạ rồi, con thấy như sao? Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc bản nguyên cách quy danh từ nữ tính vị ngữ ý, như là từ ăn ru lý ngón tay chủ cách lý chú ý ăn ru lý sư nhiều đối cách sư ít ăn ru lý sư nhiều ăn ru lý ăn ru lý vô sử dụng cách già số nhiều ăn ru ly phí ăn ru ly phí chỉ định cách số ít ăn ru lý già số nhiều ăn ru lý năng ăn ru ly năng chưa cách số ít ăn ru lý già ăn ru lý già số nhiều ăn ru ly phí ăn ru ly phí xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con xin chia biến cách của danh từ nữ tính viện ngữ ý như là gia tý là sự sinh, chủ cách số ít là gia tý, số nhiều là gia tý vô, đối cách số ít là gia tiên, số nhiều là gia tý vô. Sử dụng cách số ít là gia tí gia, số nhiều là gia tí phí. Chỉ định cách số ít là gia tí gia, số nhiều là gia tí năng. Xuất xí cách số ít là gia tí gia, gia tí gia, số nhiều là gia tí hí, gia tí phí. Sở thuộc cách số ít là gia tí gia, số nhiều là gia tí năng. Định sở cách số ít là gia tí gia, gia tí dân, số nhiều là gia tí số. Hô cách số ít là gia tí, số nhiều là gia tí vô. Dạ bà sư, con xin hết. Dạ. Dạ xin hỏi có Phật tử nào muốn đọc không ạ? Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ thưa sư, con xin chia đồng từ khăn tí ạ. Nhiễm nhục. Chủ cách là khăn tí. Danh từ với động từ. Khăn tí là động từ hả con? Danh từ chứ.
À, thưa sư, khăn tí là danh từ hay là động từ sư? Danh từ mà. À, danh từ mà. Đây là danh từ nữ tính mà. Danh từ nữ tính. Tính từ. Vậy con thử đã nhạc con nhé, con cứu ra, con thử là danh từ, con nhìn chữ danh từ, con suy sửa hạ tay quá. Danh từ đúng rồi mà chị Quang Thanh. Và con vậy con xin chia cách từ khăn tí ạ. Khăn tí, khăn tí vô, khăn tinh, khăn tí vô, khăn tí ra, khăn tí thí, khăn tí phí. Không quên con đọc lại nha, không quên con không nói chủ đối cách số nhiều số ít. Khăn tí là số ít, chủ cách là số nhiều là khăn ti và khăn tí vô. Đối cách số ít là khăn tinh và số nhiều là khăn ti, khăn tí vô. Sử dụng cách số ít là khăn tí ra, số nhiều là khăn ti hí, khăn ti phí. Chỉ định cách số ít là khăn tí ra, số nhiều là khăn ti năng. Xuất xứ cách số ít là khăn ti gia, khăn ti gia và khăn gia. Số nhiều là khăn ti phí và tân khăn ti phí. Sở thuộc cách số ít là khăn tí gia, số nhiều là khăn tí năng. Định sở cách số ít là khăn tí gia, khăn tí giăng. Số nhiều là khăn tí số. Hô cách số ít là khăn tí, số nhiều là khăn ti và khăn tí rộ. Dạ con xin, dạ con đọc xong rồi con xin. Dạ có Phật tử à, dạ xin mời Phật tử Phúc Hạnh ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc. Dạ xin mời Phật tử Phúc Hạnh. Các Khánh, cô Phúc Hạnh là tu nữ các Khánh. Dạ. Dạ xin mời tu nữ Phúc Hạnh ạ. Hình như mic của cô bị vấn đề. Mở mic chưa? Chưa mở mic à, cô tư nữ Phúc Hạnh mở mic lên. Dạ chắc cô lót ao ra lót đăng ký lại. Dạ, dạ không còn Phật tử nào giơ tay nữa. Rồi, nếu mà hết thì chúng ta học phần mới ha.
tại vì chúng ta trở lại học phần nào bị biến cách. Thứ nhất là nói về cách hình thành bị biến cách hai động từ nguyên mẫu trong tiếng Pali là những bất biến từ được hình thành từ các ngữ căn của động từ hay thành phần cơ bản của động từ ghép với hai tiếp vị ngữ là tung và tá quê. Trong bài này chúng ta chỉ học về cách hình thành bị biến cách dựa trên các động từ cơ bản ghép với hai tiếp vị ngữ là tung và tá quê. Nếu các thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm tận cùng là ác, a, o thì chúng được ghép, được xem vào một chữ ý và sau đó ghép với tiếp vị ngữ tung tá quê vào. Ví dụ như là phá chát cộng với ý cộng với tung tìm được là phá chí tung. Phá chát cộng với ý cộng tá quê phá chí tá quê. Lý khát cộng với tung lý khí tung. Jhana ý cộng với tung cộng ý cộng với tung Jhani tung. Karo cộng với ý cộng với tung Kari tung. Tức là mình xem ý sau đó mình thêm tung vào. Thứ hai đó là nếu các thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm tận cùng là e thì tiếp vị ngữ tung tá quê được ghép trực tiếp vào. Ví dụ như là dc cộng với tung dc tung dc cộng với tá quê thì dc tá quê. Pô chê cộng với tung thì pô chê tung. Pa lê thì cộng với tung pa lê tung. Tức là nếu mà ở dạng e thì giữ nguyên nó, mình chỉ cần cộng vào chữ tung và tá quê. Và dịch nó thường bị biến cách được dịch là đệ trong tiếng Việt mình. Cách sử dụng bị biến cách trong tiếng Pali được dùng như là một bộ túc từ cho động từ. Thứ nhất, thí dụ như là máy văn chát tâm hê chát a ra mâm ý phù thi rút khán sát hê tha ni si y tung sắc cô mát. Chúng tôi và các bạn có thể ngồi dưới cây bồ đề trong chùa. Dưới cây bồ đề trong chùa thì ở đây ni si đi tung dùng cho túc từ của động từ sắc cô mát. Hoặc là ví dụ thứ hai đó là e ka di wa san chi thát tha ra cha ku ma ro ra cha sa u ya nam chi chi cha ri tung ích chi. Một ngày nọ thái tử chi thát tha muốn đi dạo trong vườn thượng viện. Thì ở đây mình có ví chá đi tung là đi dạo là túc từ của động từ ích khí. Cái thứ ba đó là phu bát tí ra chá cô ma răng quán ní chí thật thá ra chá ra u yà nàng phâu đi si tung anu chà nà mì tí. Đức vua nói với thái tử rằng này chí thật thá, ta sẽ cho phép đi vào vườn thượng viện. Ta cho phép đi vào vườn thượng viện. Thì ở đây mình có phá quý sĩ tung. Phá quý sĩ tung là túc từ của động từ ánh chà nà mí. Thứ hai đó là bị biến cách. Bị biến cách được sử dụng như một động từ bị chúng diễn đạt hành động và có thể đòi hỏi túc từ sự vật. Tức là trước bị biến cách đó nó cũng đòi hỏi có một túc từ. Thì ở trong trường hợp như vậy người ta gọi nó là sử dụng như là động từ. Ví dụ như là Phúc Thạc Phát Tí Ca Má Ha Phù Thiên
quan đi tùng quốc thác hay gia giang áp phân hàng cách thần tí. Những Phật tử thường đi đến Bồ Đề Đạo Tràng để đảnh lễ cây đại thọ Bồ Đề. Thì ở đây mình thấy là quan đi tùng là bị biến cách, và đảnh lễ ở đây trước nó là nó đòi hỏi một cái túc từ, đó là Maha Bodhi, là cây Bồ Đề. Cho nên ở trong trường hợp này quan đi tùng nó được dùng như là một động từ. Upasika yo sanghasa po chi tung chi varani phần tí các nữ mai y. Để cúng dường đến tăng già. Để ở đây mình có po chi tung. Po chi tung. Và túc từ của Bồ Chí Tung ở trong trường hợp này nó sử dụng ở cách thứ tư, đó là thăng háo sát. Thứ ba đó là mình có mấy dân thầm măng suni tung aramang cái cha má. Chúng tôi đi đến chùa để nghe pháp. Thì ở đây mình có suni tung là bị biến cách chữ pháp, là túc từ của suni tung. Đó là hai cách sử dụng của vị biến cách. Thứ nhất là nó dùng như là túc từ ở trong câu, ở túc từ của động từ. Thứ hai là nó dùng như là một động từ khi phía trước nó có một túc từ. Rồi đây là một số vị biến cách: Phúc Ganh Hi Tung để học, Ô Lô Kê Tung để nhìn, Đê Xê Tung để thuyết, Đê Xê Tóc Quê để thuyết, Phát Chí Ta Quê để nấu, Phát Thi Tung để đọc, Phát Mùi Chí Tung để thoát khỏi. Ba Lê Tung để cai trị, Phi Vi Tung để uống, Phu Chí Tung để cúng dường, Khuôn Chí Tung để ăn, Quan Chí Tung để đảnh lễ, Sa Chí Tung để ngủ, Su Ni Tung để nghe. Thì đó là giờ mời lớp đọc đọc giơ tay lên để đọc một số vị biến cách này đi. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư, con xin đọc một biến cách. Úc Ca Ví Tôn để học, Lô Ký Tôn để nhìn, Đê Tôn để thuyết, Đê Ta Quê để thuyết, Chí Ta Quê để nói, Bá Thí Tôn để đọc, Bá Thí Tôn để thoát khỏi, Ba Lê Tung để cai trị, Phi Quý Tung để uống, Bu Chê Tung để cúng dường, Bu Chí Tung để ăn, Quan Lý Tung để đại ngộ, Xú Lý Tung để nghe. Con xin hết đọc hết ạ. Dạ, xin mời cô Tự Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số vị biến cách ạ. Úc Găng Khí Tung để học, Ô Lô Kê Tung để nhìn, Đê Xê Tung để thuyết, Đê Xê Ta Quê để thuyết, Bá Chí Ta Quê để nấu, Bá Thí Tung để đọc, Ba Lê Tung để cai trị, Bá Môn Chí Tung để thoát khỏi, Bí Quý Tung để uống, Bu Chê Tung để cúng dường, Quân Chí Tung để ăn, Quan Lý Tung để đảnh lễ, Xá Di Tung để ngủ, Xu Ni Tung để nghe. Thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc một số vị biến cách. Úc Gần Thi Tung để học, Cô Lô Kê Tung để nhìn thấy, để nhìn, để tung để thiết, Đê Xê Tế Quê để thuyết, Bá Chí Tế Quê để nấu,
Bê thi tùng để học để đọc. Bê môn chi tùng để thoát khỏi. Bê lịch tùng để cai trị. Bí huy tùng để uống. Bù tiệt tùng để cúng dường. Phùn chi tùng để ăn. Quanh đi tùng để đánh lễ. Xe di tùng để ngủ. Xu đi tùng để nghe. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc một số vị biến cách ạ. Úc Căn Thí Tung để học, Ô Lô Kê Tung để nhìn, Đê Sê Tung để thuyết, Đê Sê Ta Quê để thuyết, Ta Chi Ta Quê để nấu, Ta Thí Tung để đọc, Ta Lê Tung để cai trị, Ta Mông Chí Tung để thoát khỏi, Pi Quý Tung để uống, Pu Chê Tung để cúng dường, Phung Chí Tung để ăn, Quan Đi Tung để đảnh lễ, Sa Di Tung để ngủ, Phu Ni Tung để nghe. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử cùng đẹp. Dạ thưa sư, con xin đọc một số vị biến cách của động từ. Ú Gan Hí Tung là để đọc. Ô Lê Kê Tung là để nhìn. Đê Si Tung. Đê Sê Tá Quê là để thuyết. Ba Chí Tá Quê là để nấu. Ba Thí Tung là để đọc. Ba Lê Tung là để cai trị. Ba Muôn Chí Tung là để thoát khỏi. Bi Quý Tung là để uống. Phu Chí Tung là để ăn. Quan Lý Tung để đảnh lễ. Sa Dí Tung để ngủ, Su Ní Tung là để nghe. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Nhà bà sư, con xin đọc một số vị biến cách. Úc Găng Hí Tung là để học. Ô Lô Ký Tung là để nhìn. Đê Sê Tung, Đê Sê Tá Quê là để thuyết. Ba Chí Tá Quê là để nấu. Ba Chí Tung là để đọc. Ba Lê Tung là để cai trị. Ba Môn Chí Tung là để thoát khỏi. Bí Quý Tung là để uống. Phu Chí Tung là để cúng dường. Bùn Chí Tung là để ăn. Quan Lý Tung là để đánh lễ. Sa Di Tung là để ngủ. Su Ni Tung là để nghe. Dạ bạch sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Chị đọc nghe rồi em Khánh ơi. Dạ dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh. Thưa bạch sư, con xin đọc một số vị biến cách. Úc Găn Hí Tung là để học, Ô Lô Kê Tung là để nhìn, Đê Sê Tung là để thuyết, Đê Sê Tá Quê là để thuyết, Bá Chí Tá Quê là để nấu, Bá Thí Tung là để đọc, Ba Lê Tung là để cai trị, Bá Môn Chí Tung là để thoát khỏi, Bí Quý Tung là để uống, Bu Chế Tung là để cúng dường, Phu Chí Tung là để ăn, Quan Lý Tung là để đảnh lễ, Xá Dí Tung là để ngủ, Xú Ní Tung là để nghe. Tạm bạch sư, dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời cô tư nữ Phúc Hạnh ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Xin chào đạo, xin chào đạo tràng. Con xin đọc một số vị biến cách. Út Gan Hí Tung là đỡ học, Ô Cô Cơ Tung là đỡ nhìn, Đê Sê Tung là đỡ thiếp, Đê Sê Tá Vê là đỡ thiếp, Bát Tí Tá Vê là để nấu,
Ba Hí Tôn là để đọc, Ba La Tôn là để cai trị, Ba Môn Chí Tôn là để thoát khỏi, Bí Ví Tôn là để uống, U Chơ Tôn là để cúng dường, Quân Chí Tôn là để ăn, Văn Đê Tôn là để đảnh lễ, Xá Dí Tôn là để ngủ, Xú Ní Tôn là để nghe. Dạ con xin hết, con xin xuống hết. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số vị biến cách. Ô Chân Hít Tôn để học, Ô Lê Kê Tôn để nhìn, Lê Sê Tôn để thuyết, Lê Tá Quê để thuyết, Ba Chi Tá Quê để nấu, Ba Thí Tôn để đọc, Ba Lê Tôn để ca trị, Ba Môn Chi Tôn để thoát khỏi, Chí Vi Tôn để uống, Tu Chê Tôn để cúng dường, Phung Chí Tôn để quan đi để đảnh lễ, Sa Di Tôn để ngủ, Tu Ni Tôn nghe. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không? Còn không? Dạ, dạ, hết rồi sư. À, bây giờ thì chúng ta, nếu như vậy thì chúng ta trả lời phần, trả lời câu hỏi ha. Trả lời câu hỏi. Giờ số 1 đó là gạch dưới các vị biến cách đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này thì chúng ta sẽ tìm lại ở trong đoạn văn. Số 2 đó là cho biết cách hình thành vị biến cách theo bài học này. Giờ ai trả lời câu hỏi số 2 này? Đi tiếng trường. Ai trả lời câu hỏi số 2? Tính năm 14, tính 14 và tính tháng thì được 3 năm rồi. Em trả lời câu hỏi số 2. Dạ bạch sư, con xin trả lời câu hỏi thứ 2. Cách hình, cho biết cách hình thành vị biến cách theo bài học này. Thưa sư, cách hình thành vị, dạ, vị biến cách hay động từ nguyên mẫu trong tiếng Pali là những bất biến từ được hình thành từ các ngữ căn của động từ hay thành phần cơ bản của các động từ ghép với hai dạng tiếp vĩ ngữ là tung, tá quê. Dạ, thưa sư, con trả lời xong rồi. À. Trả lời gì? Thì, nó nghe trả thí dụ gì chứ? Rồi câu số 3, có bao nhiêu tiếp vị ngữ để hình thành vị biến cách, cho cách sử, cho biết cách sử dụng vị biến cách. Trả lời câu số 3. Dạ, dạ thưa sư, con xin trả lời câu thứ 3. Dạ, có bao nhiêu tiếp vị ngữ để hình thành vị biến cách? Dạ, có hai tiếp vị ngữ là tum và tá quê để hình thành vị biến cách. Hãy cho biết cách sử dụng vị biến cách. Vị biến cách được dùng như là một bổ túc từ cho động từ. Và cách thứ hai là vị biến cách được sử dụng như là một động từ vì chúng diễn đạt hành động và có thể đòi hỏi, là hai cách. Là cách sử dụng là cách cách và dạ, là một là bổ túc từ hay là một động từ. Dạ. Rồi. Dạ, câu số 3 con xin xong hết ạ. Bây giờ câu số 5 thì nãy mình có tập làm rồi, còn câu số 4 nó là đổi các động từ và cho tí ăn uống không có tí phát tí bị cha tí cái cho tí
thành vị biến cắt và tập đặt câu với chúng. Đây mình có động từ anh có một tí này hơi khó. Rồi bây giờ mình cứ chọn mỗi người cái động từ đi. Mà chọn mỗi người cái động từ rồi chúng ta tập đặt câu. Học cái giáo trình này là chúng ta phải đặt câu được thì mới đáp ứng được theo cái yêu cầu của giáo trình. Nếu mà học mà không làm được bài này là mình thiếu một phần lớn ở trong này. Sơ đặt câu nào? Sơ đẩy cái cuốn sách cũ không có. Sơ cái bài mới sơ bóp mấy chữ nó lên. À, đây là một số động từ để chúng ta đặt câu, đổi nó thành vị biến cách rồi sau đó mình đặt câu. Bây giờ con làm cách chắc tí. Rồi làm. Chấm làm như nó không được cái mình không bị lỗi cơ sở là dùng. Trời, ví dụ mà không để ý để tan gì hang gì hang quan hả? Mà nó bằng phím bị lỗi, nó không bấm chữ ra được. Cao một ít thì chưa biết nó dính luôn. Có còn ai biết nữa không? Biết phần này không? Không biết thì bỏ qua để mất thời gian. Có ai biết không? Có còn ai biết không? Ai đang biết không? Chân có biết không cả? Không có thì bỏ qua phần này ha. Mình đọc qua phần đọc đồng văn. Chứ để lâu mất thời gian.
rồi đồng văn phần đọc đồng văn để mình tìm vị biến cách. Quá tham mu đi quá đu tô thì cái đi qua sằng thì thắp tha ra cha cô mà rồ ra cha ta u già nghề cha đi sằng anh nói dùng chỉ tùng ra cha pi ta ra ô ca sằng già chỉ so quá tham mang gô pa la si quan thành cha pi thi mần tàng thật là ta si sành say sành cha pa li ta kê sành cha pa lứt ta chành cha thành đã đành thành chát nó hạ lắc càng phát xí đành đã phá ra dân năng bao quê tháp mà năng đếch thành tăng so chanh ná xà rất thì vũ trí tòa so mà hạ lắc cổ hồ tỷ tí nhạc qua ảnh tổ bộ ràng ni vật tí tùng ra thằng bài cha bề tí do nàng a gắt tô bút khi đùm mũ nô cha phát sát sát tí cha ra bài nhá nhí sát tí tí bài cha nhí á thá khô so chân tê tí á hàng áp thà chìm nô phá vi xà mít tê nà hí cha tí cha ra giá phá mùn chi tùng vi thình ari ye saya mi ti ta to so panh cha ka ma u ne anu pa bi tung na ra mi ta lần nữa ha pa tha mo de wa du to a the ka di wa sang ti tha tha ra cha ku ma ro ra cha sa u ya ne cha ri tang anu yun ti tung ra cha ki tha ra o ka sang ya chi so pathamang go panasi wang kanya piti man tang halata si sanh say sanh cha balita ke sanh cha balita chanh cha khanh đa đan tanh cha mahalakang pasi dan đa para yanang pau ve thak ma nang gai chanh tang so chanh sa rat hình ku chi toa so mahalako o te ti nhất tòa ẩn tổ phu rằng ni vất tị tùng ra thằng pa pa cha pe si so năng a ga to đúc khi đùm bu nô cha ta sa sơ ti cha ra pa nhà nhi sơ tây ti pa cha nhi a tha khổ so chín chín tề si a hàng a tha chín nô pa vi sa mi tề na hi cha ti cha ra pa mùn chi tùng vi thình pa ri ye say ya mi ti ta to so panh cha ka ma ku ne anu phong ti tung na ra mi rồi mời ai lớp giơ tay lên để đọc phần đọc văn này đi ta để ý một là các câu bài tập mà người ta đã viết xong cho mình, hai là cái phần đọc văn để mình dựa vào đó mình có thể thay đổi từ ngữ, mình tập viết các câu vali để mình phải vừa đọc được vừa biết được thì chúng ta mới nhớ được chứ không làm sao vẫn chúng ta có thể nhớ được. Anh Khánh mời lớp đọc gì chứ? Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc bài ạ. Bát tham mô đề quá đu tô á thề kinh đi quá sàng thi tha tha là chá cú mà rồ ra chá xá ví già nề chà rít tăng á nú dùn chí tùng ra chá bí ta ra ô ca sàng già chí sô bát tham măng Gopana si quá quăng can chá biết thí măng tăng khan la tá si san chá bá lý tá kê san chá quá lý tá chanh chá khan đá đành tành chá má hàn la càng bá xí đằng đá bá ra gia năng bá quê thàn mà năng gác chanh tăng so chanh ná ra gác Sarathi Channa Sarathin Bhuchitva So Mahalako Ho Titi Nhá Tòa Anto Burang Ní Quát Tí Tùng Rách Thằng Ba Cha Bê Sĩ So Năng Agato Đúc Khi Đâm Mù Nô
cha tát xá sát tí cha ra bành nhà dít xá tí tí bách cha dí át thái phô sô chìn tê xí á hằng át hà chìn nô phá quý xà mí tê na hí cha tí cha ra giá bác môn trí tùng quyết hình bá rí dê xài gia mi tí tá tô sô bành chát ca má gu nề á nú phá quý tùng ná rá mí. Con xin đọc xong ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phúc. Xin đọc động văn ạ. Bát tha mô đê quá đu tô á thê cá đi quá san chích thát thá ra chát phú ma rô ra chát xá quý gia nê cha rí tăng á nú dun chi tung ra chá bí ta ra ô ca san gia chí so bát tha măng go ba na si quan can chá thí mang tăng khan la tá si san chá pa li tá kê san chá quá li tá sa chan chá khan đá đàn san chá ma ha lắc chăng pa si đàn đá ba ra yát năng ba về tha ma năng gác chan tăng so chan ná ta rắc thiên búc chi tòa so Mahalako, Hồ Tị Tí, Nhá Tòa, An Tô Bú Răng, Ní Quắc Tí Tùng, Rắc Thăng, Pà Chà Bê Xí, Sô Nịnh Năng, A Gá Tô, Đúc Khi, Đùn Mú Nô, Chà Tá Xá, Xá Tí, Chá Rà, Pàn Nha, Nhít Xá Tị Tí, Bách Chà Xí, Á Thá Khô, Sô Chìn Tê Xí, A Hằng, Atha, Chino, Pavisami, Tenahi, Chapi, Ya, Raja, Pamunjitung, Quitting, Parisye, Say, Yamiti, Tato, So, Panja, Kamarune, Anufavitung, Na, Rami, Thusun, Sinhop. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thầy sư xin đọc. Bát tha mô đê quá đu tô á thê cá đi quá săn chích thát thá ra trá cú mờ rô ra chát xá quý gia nê chá rít tăng á nú dùn trí tùng ra trái bí ta ra ô ca sân và chí sô bá tham măng vô bà ná si quân canh chá bích thí măng tăng khanh la tá si sân chá bá lý tá kê sân chá quá lý tá chân chá khanh đá đành tân chá Má hành lá cân, bác sĩ, đành đá bá rè giá năng, bá quê thá, mà năng, cách chân tăng, sô, chân ná, xa rá thìn, quýt chí tòa, sô, má hành lá cô hồ tì tí, nhá tòa, anh tô bú răng, lý quát tí tung, rát thăng, ra thăng bà trà bê xí sô năng a gá tô rút khi đùm mú nô trà tách xá xa tí trà rè bần nhà dít xá tì tí bách trà tí á thá khô sô chín tê xí á hằng á thà chín nô phá quýt xà mí tê ná hí trà tí trà ra giá phá mùn trí tùng quý đình quý thìn phá rê
ye say ye mi ti teto so pancha kama gune enu fa witum ne remi ne remi. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Tát thân mô đề quá dư tô a thê ca đi quá sẵn xích thất thá ra chá cú mà rồ chào chức xá bí gà nề chào dích tăng a nu dùng chích tùng ra chá tí tà ra ô ca sẵn ra chí sô tát thân măng cô ba ná si quan canh trá kích thí măng tăng khăn la tá si sanh trá và đi tá kê sanh trá và lít tá tanh trá khăn đá đăng tanh trá má hoan lá căng tách xí tanh đá bá ra giá năng bá quê thá năng năng rác tăng tăng sô chanh lá xa rác thiên chăm ná xa ra thiên bút chi toa sô ma hon lắc cô hồ tì tí nhất toa ăn tô phú răng như quát tí tung ra thăng và cha tê xí sô năng a gắt tô đúc khi đúng mu nô cha tắt xá xá tí cha ra bành nhà viết xá tì tí bách cha dí a thác khô sô chinh tế tí a hăng ép tha chinh nô tháo huyết xà mí tê na hí cha tí cha ra giá giá mùng chích tùng di thiền đã đi về xây ra mì tí tá tô sô thanh trá ca ná vun nê a nu phá huyết tùng má ra mí. Đã thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Thưa con, kính đảnh lễ sư, con xin phép được đọc bài Phát Thạ Mô Đề Vật Trừ Tù Á Thề Cát Trị Quá Sẵn Xích Thát Thạ Rà Chát Khu Mạ Rồ Rà Chát Sá Uy Yà Nề Chà Rít Tăng A Nụ Yùn Chí Tùng Rà Chát Phí Tà Rà Ông Khá Sẵn Gà Chí So phát thát măng go pa na si wan can cha phít thị măng tăng khá la ta si san cha pa li ta kê san cha wa li ta chan cha khan da đan tan cha ma ha la căng pa si tan da pa pa ra ya năng pa we tha ma năng các chan tăng so chan na sa rat thin put chi to so ma ho la ko ho ti ti nya to an to put rang ni wat ti tung rat thang pa cha phe si so nang a ka to du ke dun mu to cha tha sa sa ti cha ra pan nya ni sa ti ti Pachayi, Atta Koso Chinte Sia Ang Atta Jinno Pawisami De Nahi Chaticha Raya Pachmun Chitung Witting Pariye Seya Miti Tato So Panchakama Gune Anupa Witung Narami. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Phát tham mô đề quá lũ tô Á thá cá tí quá sàng Sĩ đá thá đà chá bú mà rô Rà chá sá Vì già nề Chà rí tăng À nụ dùn tí tùng Rà chá bí ta ra ô ca sang ya chi so bát tham măng
go pana siwang kancha patimang tang kala ta si sangcha bali ta ke sangcha wali ta kancha kang da dang tancha ma ha lak kang pasi đằng đá bà ra cha năng bá quê tha mà năng cách chăng tăng sô chăng sô chăng ná xà ra thiên út chí tòa sô má hạ lạc cô hồ tì tí nhá tòa an tô phúc răng nì quá tí tùm rách thăng bà cha bê xí sô năng Agato Dukhi Dumuno Chatasa Sati Chara Panya Yisa Titi Pachiya Pachayi Atha Hoso Chintesi Ahang Atha Chino Pavisami Tenahi Chati Charaya Pamunchitum Vithin Pariye Seyamiti Ta So So Pancha Kama Gune Anufavitum Na Rami. Dạ bà sư con xin hết. Dạ, xin mời cô Tư Đường Phúc Hạnh. Dạ, con kính lễ lỡ sư, con xin đọc. Atha mô mô đề phát du tô Atha ca đi phá sân Sư Sư Tha ra chắc cú mà rô ra giác xa uy già nề già rít tăng anu dùn chí tùng ra chá bí tà ra ô ca sang già chí sô bát thá năng gô bà ná si văn càn chá rít thí màn tăng thật là ta si sàn chá bát tí tác kê san cha valita chan cha khan da dam tan cha ma ha la kang bát si đàn ta ba là giá năng ba về tham mà năng gắt chan tăng so chan na sa ra thin bút toa so ma la bồ tì tí na toa an to bu răng nít quá tí tùng rắp thằng bà cha bề xí so năng a gà tô đúc xì đùm mu nô cha tát xá sát tí cha ra bàn nhà dít xá tì tiếp bát trà di áp thác cô sô trình tề si á hằng áp hà trình nô pháp viết xà mít chi ya văn ba ri về xây dầm mì tí tá tô sô bàn chắc cá mà gú nề anu phá quý tùm ná ra tí ná ra bí. Dạ con đọc xong con xin xuống mất ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Trân. Các mô đề quá đủ tờ các thầy các đi qua sàng xin lỗi thay ra chá của mà rồ ra chá xá vì giờ này chá đi tặng anh dùng chí
Pitara Oka Sang Tát Mahala Can Pasi Tanda Paraya Paraya Nam Pawe Tham Pawe Tham Nam So Jana Sarathin Chitta So Mahala Ko Ho Ti Ti Nyata Anto Purang Niwati Tung Brathang Baja Pesi So Nang Agato Dukhi Dumuno Jata Sati Jara Panya Jisa Ti Ti Pacha Ji Athakho So Chin Te Si Ahang Atha Chino Pabisami Ni Tehi Chati Chara Ya Pamung Chi Tung Vi Thiện Pari Ye Se Ya Mi Ti Tato So Pancha Kamagune Anufa Vi Tung Na Ra Mi Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh. Bạch sư Ba tham bồ đề qua tu a thế ca vas si ta tha ra cha cô ma ro già chát xá uy na uy ra uy ra na nê cha ra tăng cha ra tình ra tăng uy á núi rung Chí Tùng Ra Chá Vi Ta Ra Ô Cá Săng Ra Chá Sô Bát Thá Măng Vô Bá Ná Xí Quân Cành Chá Bít Thí Măn Tăng Khăn Lá Tá Xí Xanh Chá Bá Lý Tá Kê Xanh Chá Quá Lít Tá Chân Chá Khăn Đá Đăn mà hát lá căng phát xí đan đá bá ra giá năng bá quê thá ma năng cách chân tăng sô chân na sa rát thình rá thình búc chít tòa sô ma hát lá cô hồ tí tí nát tòa ná tòa ăn tô bú rình bú răng giá thắc ba trá bê bê xí quỳ má năng a gá tô sô đúc kỳ đùm mù nồ cha tát xá sa tí ra trá bành nhà dí xít sắt tì tí bách cha rí át thô khô sô chín tê xí á hằng át thá chín nô phá quá phá quýt xá mỹ tê nà hí cha tí chá già giá bá mùn chí tùng quý thình bá rí rê xây dâm xây rá tí tá tô sô bành chá ca má gù nê á nú phá quýt tùng nà ra mí. Dạ sư sư còn đã đọc hay sau. Dạ, có Phật tử là muốn đọc đúng không ạ? Dạ, thưa thưa sư đã hết rồi. À, bây giờ chúng ta đặt dưới phần về biến cách đi. Nghiệp chứ các vị biến cách đi, không có gì đâu. Sư Anu Yun Jitung nó sư. Rồi, Anu Yun Jitung. Jitung, dạ.
Bá Muôn Chí Tùng. Bá Muôn Chí Tùng. Yeah. Với lại Anu Phá Quý Tùng. Dạ, yeah, hai chữ. Bá Muôn Chí Tùng. Anu Phá Quý Tùng. Dạ. Ni Quá Tí Tùng. Ni Quá Tí Tùng. Dạ. Bây giờ chúng ta xem, tại giờ mình còn 10 phút học phần bài tập cũng không kịp. Bây giờ chúng ta xem lại một tí trong cái phần này, trong cái chữ tung ở trong trường hợp này, vậy biến cách trong trường hợp này đó, trong trường hợp nào là nó được dùng như là khước từ, trong trường hợp nào nó được dùng như trong trường hợp nào nó dùng như là túc từ của động từ, trong trường hợp nào nó dùng như là một động từ. Xem thử ở trong bốn vị biến cách đó. Em biết được cái đó. Ai biết à? Trời, học bài rồi mà đưa ra đoạn văn mà không ai nhận biết được phần này. Bác sư, cái chỗ Anu Yun với Tung đó sư, thì theo con á là vị biến cách đó là trong dùng như một túc từ cho động từ đó sư. Để cho động từ nào đó. A Nú Dương Di Tùng. Từ cho động từ nào? Ok. Charitang Anu Yun Di Tung. Nó có động từ đó. Di dạo không? Động từ nó phải có động từ. Nó phải có một động từ. Phía trước nó thì mới là túc từ của động từ. Tức là thứ nhất nó là túc từ của động từ, hai là nó dùng như là động từ. Đáp ý quá. Chúa Tí Tôm là túc từ của động từ. Ba Cha Bê Xí. Từ cái chữ ra cha phê xí thì cái túc từ của nó là cái chữ ra. Con đang học online mẹ con về nhà rồi. Đúng rồi, nãy anh thấy phản hồi lại thì có một cái bình năm cái bao tính đâu quá cái đồ gã là từ cho Narami thì bình thường nó quất cái nào đó mình nó lắm. Mà sư Anu Phá Quý Tùng là túc từ cho Narami. Anu Phá Quý Tùng á, nó là túc từ cho Narami, nhưng mà nó vừa cũng dùng như là động từ. Lý do là ở phía trước nó thì nó có một cái túc từ. Anu Phá Quý Tùng này nó dùng được cả hai trường hợp, tức là khi mà nó đi với động từ Narami thì nó là túc từ,
Nhưng mà khi mà đi với cam á, vụ nề anu pháo đi tung thì nó dùng như là động từ, đó là anu pháo đi tung. Rồi các vị biến cách khác như bác Nguyễn Chí Tùng được không Minh Sơn? Nguyễn Chí Tùng là gì? Thoát khỏi. Bác Nguyễn Chí Tùng như là một động từ. Như một động từ thoát khỏi, tìm cách để thoát khỏi. Có nguyên với tung thì nó dùng như một động từ được, lý do là trước nó cái chữ thúc từ của con nguyên với tung ở đây nó là cách thứ năm, nó không phải cách thứ hai thôi, tại vì thoát khỏi cái gì đó thì cái đó là cách thứ năm thôi, có gì đâu. Sư con thấy á, theo con thấy là cái khúc mà sư giảng cái ngữ pháp á, cái chỗ mà ví dụ sư nên giải thích cái mấy cái ý, cái công dụng của nó phần sự sao để cho mọi người những cái hiểu thêm cái phần đó. Chỗ mà ví dụ á, trong bài học của sư. Chúng ta nói rõ ràng hết rồi còn gì nữa, thì quan trọng là khi mà hòa vào trong văn thì hay không. Bây giờ có ví dụ bao nhiêu đi chăng nữa mà hòa đoạn văn mình cũng không nhìn ra cũng như không. Nhưng mà ý sư nói là sư, ý sư muốn hỏi là như thế nào thì không có hiểu ý của sư. Tức là một, nãy túc quỷ biến cách á, nó được sử dụng ở hai trường hợp. Một là nó dùng như là túc từ của động từ. Hai là nó dùng như là một động từ, lý do ở phía trước nó có một túc từ. Nãy giờ bộ họ đi đâu quá mà. Hai cách dùng ở trong bài học thôi. Ví dụ như bát tí tung nè, như bát tí tung ở trong trường hợp này là nó là dùng như là động từ. Lý do phía trước nó là nó có anh cô có răng là túc từ, vậy thôi. Tại sư hỏi con không có hiểu ý của sư, nên con không. Vì cái này bài học, nãy nói bài học là bị biến cách có hai cách sử dụng. Nó không hiểu đâu, không hiểu sao. Rồi thôi bây giờ tạm nghỉ ở đây kỳ xong nè, sửa bài tập. Rồi mời cô. Dạ buổi học kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư, nơi con xin thay mặt lớp con hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha Chaphamattha Devanaga Mahithika Buồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rác khan tu sa sa năng Akasattha Chaphamattha Devanaga Mahithika Buồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rác khan tu nô gà rô Akasattha Chaphamattha Devanaga Mahithika Buồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rát khan tu nhà ta dô Akasattha Chaphamattha Devanaga Mahithika Buồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rát khan tu bà ni nô Akasattha Chaphamattha Devanaga Mahithika
Buôn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng ra khan tu nô sa đà. Y đăng qua ta nô buôn nhân a sa va kha ya va hằng hồ tu ana ga tê ca lê. Sa thú. Dạ, kính mời quý vị đến vào ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 tới. Chúc dạ, con kính lãnh đại sư ạ. Dạ con kính lãnh lễ sư ạ. Chào đạo tràng. Dạ con kính thiên. Thank you.